Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Summer TV. Hiện tại thì hai vợ chồng Hải cũng như là anh Thông Taxi Dù Châu Âu đang có mặt tại Munich các bạn ạ. Và hôm nay thì nơi đây diễn ra một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó chính là lễ hội bia Oktoberfest. Và đặc biệt hôm nữa, hôm nay chính là ngày quốc khánh của nước Đức các bạn nhé. Đấy, nên là mọi người được nghỉ và ra ngoài rất là đông. Và hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi chơi tham quan một số những cái cảnh đẹp, như là một số những cái nhà máy sản xuất xe hơi. Thì các bạn thử đoán xem ở Munich này có những cái nhà máy sản xuất xe hơi nào nhé. Đấy. Và đây chúng ta đang đứng ở tòa thị chính mới các bạn ạ. Đấy. Tòa thị chính mới này thì nhìn trông rất giống như một cái nhà thờ, nhưng mà thực ra nó lại không phải là nhà thờ. Đúng rồi. Cái tòa này nằm ở trung tâm các thứ luôn nha. Đấy. Một trong những địa điểm đấy, rất là hot. Đây các bạn nhìn lên phía trước kia là có một cái tượng đài này. Đó. Và ở đây thì rất là đông các du khách nhé. Tòa thị chính này thì và nằm tại quảng trường này. Maria Place. Cái này là đồ lá gì đấy? Nói nhanh. Khoai lang. Đúng chuẩn luôn, khoai lang. À, khoai lang lại thịnh vượng bên này thế nhỉ? Cái này làm cảnh như thế. Nhưng mà anh Thông mà tối qua ngủ ngon không anh Thông? Quá ngon luôn. À thế ạ. Vì anh em cũng chạy một chặng đường dài, cũng mất 4-5 tiếng mới đến được đây. Để hôm nay là tham gia tò mò trong cái lễ hội bia mà được tổ chức bên này nó to và hoành tráng như nào. Đúng rồi. Đây là một sự kiện bia mà lớn nhất thế giới ấy. Thế quảng trường Marienplatz này ấy là đã lâu rồi ấy, là nơi mà tụ tập mọi người ra đây chơi này, rồi chụp ảnh check in này. Đấy. Đây rất là đông người chụp ảnh ở đây, thì chúng ta sẽ đi ngắm cái kiến trúc ở đây. Cái tòa thị chính mới này xây dựng năm 1867 các bạn nhé, và hoàn thành năm 1908. Tổng chiều dài là tổng chiều dài của nó là 100m các bạn ạ. Bạn chiều dài bao nhiêu anh? Tổng chiều dài là 100m. 100m. Chiều dài từ đầu này đến đầu kia cơ mà. Ở đây là có rất là nổi tiếng với một cái đồng hồ kìa, ở trên đỉnh kìa. Nhưng mà phải đứng xa xa ra mới nhìn thấy. Chứ mình đứng gần này không nhìn thấy đâu. Bây giờ đang là 10 giờ 25 phút. Qua nhỉ. Cái này. Đồng hồ clock. Clock khổng lồ nằm ở tít trên kia. Ở bên dưới các cái nhà tầng 1 này thì là toàn bán những cái đồ lưu niệm hay là quần áo. Đúng rồi. Đồ trang sức mỹ phẩm luôn này. Mỗi ngày thì 10 11 giờ trưa và 12 giờ trưa thì vào mùa đông chiếc đồng hồ sẽ biểu diễn kìa, ở trên kia sẽ biểu diễn khoảng nó giống như kiểu là cái đồng hồ ở bên đồng hồ con gà, bên bên hôm trước mình đi đồng hồ con gà em nhớ ở đâu không? Có ở bên chỗ gần chợ Sapa ấy. Praha. Đẹp quá nhỉ. Mình thử đi vùng quanh. Ở cái góc này cũng rất là đẹp này. Anh em sẽ đưa các bạn đi ngắm cảnh xung quanh. Đấy, Maria Place. Ở dưới này là những cái nhà hàng, rồi trung tâm mua sắm. Tòa này rộng thật đấy. Ở đây vào cái mùa lễ Giáng sinh ấy, quảng trường trung tâm là nơi tổ chức phiên chợ đặc biệt. Đấy, diễn ra trong cái những cái ngày lễ hội đấy. Anh biết nổi tiếng nhất ở hai cái món mà vào cái hội chợ đấy chính là hạt dẻ rang và hạnh nhân bọc đường. Hai cái món mà quảng trường Maria Place này là cũng nơi mà tụ tập rất là nhiều
anh em gọi là nhậu bia đấy nhỉ. Oktoberfest. Nếu mà ai mà muốn trải nghiệm thi đấu bia là chắc là về cái lễ hội này là biết ngay chỗ tài năng đấy nhỉ. Này mà gặp em Nga mà đi sang đây nữa là uống với cả anh là đúng luôn. Anh em mà yêu thích về bia là nhất định phải đến đây. Đúng rồi. Thì em thấy là ở các quanh quanh châu Âu này này, các cái thành phố ấy là đều di chuyển về đây hết. Như buổi tối hôm qua anh em mình đúc xe về đấy nhỉ. Đúng rồi. Cái tầm tan tầm ấy mọi người đi uống bia về đông thế. À. Đây là phía mặt sau. Bạn nhìn thấy chưa? Góc này đẹp nhỉ? Này, nhìn. Quá tuyệt vời. Cái view này chụp ảnh cũng rất là đẹp luôn. Dạ. Nào, chủ tịch đứng đây chụp kiểu ảnh nào. 3, 2, 1. Chia tay với cả tòa thị chính, giờ mình tiếp tục di chuyển. À mà ở đây mình phát hiện là ở đây có một cái store của câu lạc bộ Bayern Munich FC Bayern này. À. Nhưng mà bây giờ họ chưa mở cửa. Và lát nữa thì hy vọng là chúng ta sẽ ra được cái chỗ sân vận động này. Sân vận động Arena. Đây, ôi giời, đóng cửa đúng không anh? Đóng cửa rồi. Đấy, chữ T này. Đây, store mà nằm ở trên quảng trường này là ác chiến đấy nhỉ? Đẹp đấy. Tí em mở cửa anh Hải làm một cái áo, cái mũ kỷ niệm đúng không? Đi ở bên Munich này cũng khá là nhiều các công trình kiến trúc rất là hùng vĩ. Ở đây có khi là nhiều hơn các công trình kiến trúc là nhiều hơn ở Berlin. Công trình lạnh to. Mấy cái nhà hàng anh nhìn này, đối diện. Ở đây là kín hết đây. Hôm nay cũng là ngày lễ, dạ là du khách họ đang nghỉ trong nhà. Không, các nhà hàng lớn với các cái công ty rồi các nhà xưởng là bắt buộc phải đóng cửa. Đấy. Không biết là các nhà hàng thì như nào, nhưng mà hôm qua mình thấy là một số nhà hàng lớn ấy, là anh em bảo là ở bên này họ bắt đóng cửa nên là mọi người tranh thủ ngày nghỉ lễ là đi chơi. Nếu mà bên này có mở cửa thì họ cũng chưa bao giờ, họ không mở sớm vậy đâu nhỉ. Yeah. Chiều. Dạ. Ôi cái tòa này anh ơi, dọc cái tòa này. Cũng có cái đồng hồ biểu tượng đây là cứ cái tòa nhà ở trên trung tâm nóc này đều tòa nhà có một cái đồng hồ. Cái đồng hồ là tiện du khách đến tham quan là nhìn biết giờ bây giờ là mấy giờ luôn. Đấy áo này mấy ông mua. Này công viên này, anh em đang ngồi chơi. Đấy. Ôi nước ở đây trong nhỉ, trong mát luôn này. Cái hình cái nhìn như hình cây lấm ấy. Ở đây là sẽ mỗi lần mà có công nhạc nước là sẽ ấy đấy. Và phía đằng sau đây là nhà thờ Đức Bà. Cái nhà thờ này lại khác với những cái kiến trúc mình đã từng đi nhỉ, nó là chuyên là gạch ngói đỏ. Lá đỏ ao luôn này. Ở đây là để cho anh em xem là cái trang phục truyền thống mà anh em hay đi cái lễ hội bia này. Đấy. Đấy. Không? Mùa này là mùa mọi người hay bán cái đây, traditional for. Đấy.
Bia Oktoberfest. Rất là nhiều. Đây, đấy, anh em mặc cái đồ như này này. Tối nay chúng ta sẽ được gặp rất nhiều người mặc cái bộ đồ như thế. Đây là khu trung tâm mua sắm Himmel. À. Những trung tâm mua sắm như này là hôm nay là nghỉ lễ hết. Họ cứ đi bộ dạo dạo này, nắm tay nhau này, rất từ từ. Đây, những cái mũ này. Đấy các bạn đi lên. Đây. Đấy. À, một mặt này cũng nhìn thấy chỗ nhà thờ luôn. Đây là một góc luôn. Ra, nhìn ra nhà thờ Đức Bà. Đúng ngày Quốc Khánh luôn nhỉ? Đi một vòng vẫn quay về cái nhà tòa thị chính này. Tòa thị chính. Nhưng mà tòa thị chính này phải đứng từ xa này ngắm thì nó mới đẹp này. Dạ. Vâng. Đấy. Đấy, chủ tịch đứng để chụp ảnh tòa thị chính này nó mới đẹp này. Ba, hai. Rồi, quá đẹp. Take a picture first. Sure, yeah. Ah, very. If you can get the sure, video. Sure, okay. Ah, very nice clothes for Oktoberfest. Yeah? Yeah, okay. One, two, three. Oh, very handsome. thank you. Yeah. Oh, new check. Barcelona. Barcelona. Okay. Love it. Love it. Yeah. And can we take one without the without the long? Okay, yeah, sure. Without, so one. Like okay. Yeah. Like okay. That. Sure. Where you guys from? Spain. Barcelona. Okay. Okay. Awesome. You see? Thank you so much, man. Yeah. Oh, that's okay. Beautiful. Thank yeah, you. Cheers. Enjoy your trip, yeah? Yeah. Đây là những cái bộ trang phục truyền thống của lại để anh em đi tham gia vào cái những cái lễ hội đấy. Bây giờ chuẩn bị các bạn ạ, 11 giờ còn 4 phút nữa là bắt đầu sẽ thấy cái tiếng chuông đấy, cái đồng hồ ở đây là sẽ vang lên anh em nhé. Mình cũng sẽ đứng ở đây xếp hàng để chờ. Mỗi lần mà mình gặp được cái đồng hồ mà nó vang lên ấy là sẽ gặp rất nhiều may mắn. Mọi chuyện gọi là thuận buồm xuôi gió các bạn ạ. Như chuẩn bị trước mấy phút ấy. À, tất cả cảnh mọi người xung quanh này. Đấy, mọi người đang ai cũng giơ cao hết cả điện thoại của mình lên rồi. Đấy các bạn em. À, mà chuông là chuông kêu ở cái phía bên kia nha các bạn nha. Kia kìa, đánh ở trên cái chóp nhọn nhọn nào đỏ kìa. À. Đấy. Chắc là báo hiệu cho mọi người để tập trung về đây đi, chuẩn đúng bị rồi, là... chuẩn bị rồi đây. Diễn ra. Chúng ta sẽ di chuyển gần hơn về phía này. Màu tím.
Chào mừng các bạn đến với đồng hồ ngày hôm nay. Đấy, đồng hồ clock này là wow. Ở đây là hình như họ là đang tái hiện lại cái cái chuông ở trên trên cùng đấy, đang đánh đấy. Nhưng mà chỉ đánh một bên thôi nhỉ, có hai quả chuông hai bên mà. Do máy quay mình xa quá các bạn ạ. Ở đây là mỗi ngày là vào lúc 11, 12 giờ các bạn nhé. Bức tượng nhỏ sẽ di chuyển để tái hiện sự kiện lễ cưới của công tước và điệu múa thùng bia sau đại dịch hạch. Hình như kia là cả mô phỏng đua ngựa các bạn ạ. Xa quá, không biết là anh em có nhìn thấy gì không? Xa xa mình nhìn thấy đấy, nhà vua đang đứng ở một khách điệu nhảy điệu múa như bộ trang phục truyền thống. À đúng theo kiểu mô phỏng lại cái đám cưới của hoàng gia đấy. Cưỡi ngựa luôn kìa. Rồi. Tuyệt vời. Quá hay. Vậy là tiết mục đã khép lại. Ra đi. Lại ở phía dưới kia. Lại còn quay tiếp mùng múa thế này. Đây là điệu múa của các anh em đi lễ hội bia xứ Bravia. Các bạn tất cả là đang ngửa hết cả cổ lên, không ngoại trừ bất kỳ một ai. Cả Lý Thông luôn.
phận. Mọi người là vẫn tất cả là đang tập trung để nghe nhạc các bạn ạ. Mình quay ngó lên là mỏi cổ quá. Mỏi cổ. Lý Thông là lúc nào thông xoái ca, thông taxi dù lúc nào mặc quần áo để rất dễ nhận biết. Anh biết anh Thông anh bảo mỗi lần đi mua quần áo anh mua ở đâu không? Anh phải vào tiệm mà quần áo trẻ em. Đây là họ. À, anh em mình vừa mới đi chơi một vòng tòa thị chính về. Thì như các bạn biết đấy là ở đây muốn ăn sáng ấy, là các bạn phải chờ ở đây. Thường anh em mở cửa mấy giờ anh nhỉ? 11 giờ. Đấy, bắt đầu từ 11 giờ. Và hôm nay nhờ luôn anh đầu bếp đang xào nấu đồ ăn nhảy làm cameraman cho mình luôn. Đấy, mình order miến này. À, chủ em thì sẽ là cơm ăn với bò xào lúc lắc. Anh Thông có ăn gì không? Đấy, mình ăn phở. Hôm nay Thông ăn phở bò. Nhưng mà đúng là cái miến xào là chất lượng này anh em này, ngon lắm. Bên cạnh là có cả cái dưa chua. Anh này xem bên này lâu chưa? Em ở cạnh hả? Chục năm. Ngon. Ngon. Mời cả nhà nhé, thưởng thức ẩm thực Việt như ở xứ Đức. Đức. Đó. Đây là Mũ Chèn. Đó. Quán ASEAN Việt đấy nhé. Quán này tên là gì ạ? Quán ASEAN Việt. ASEAN Việt. Việt. Đó. Rồi. Đây là. Đến đây chơi ghé qua. Ngày hôm nay là ngày hôm nay sẽ là hành trình rất là dài và đặc biệt nên là mình phải tranh thủ ăn sáng cho nó no no một tí đây. Một cái đĩa miến xào này ở bên này là bán là bao tiền? Dạ, đến đấy là bình thường là mình làm anh ta là cũng khoảng 18 đồng. 18 đồng các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà rất là chất lượng, nhiều thịt. Mà các bạn, mình hỏi giá để cho anh em biết được là cái giá ở bên này như thế nào thôi, chứ còn các bạn không thể so sánh cái giá ở đây với cái giá Việt Nam được, bởi vì cái thuê nhà ở đây cũng mấy trăm triệu, với cả lương lậu anh em ở đây cũng mặn lắm, chủ là cũng đau cái đầu ấy. Thế buổi tối ở đây các anh có đi lễ hội bia không? Có bình thường không, bọn em cũng đi ra một chút chơi, còn 10 giờ là người ta không bán bia nữa. À, 10 giờ là không bán bia nữa. Thế quán anh thì bán đến mấy giờ? Mình chỉ ăn chỉ vui chơi và những người còn cũng đi ở đấy cũng còn chơi được chúng. Dạ. Khoảng 1-2 giờ. Vâng. À, tối anh em giao lưu nhỉ? Chiều anh em giao lưu nhỉ? Đấy. Hôm nay rất đông anh em hẹn làm gặp nhau ở ngoài lễ hội bia rồi. Đấy, với lại làm lễ hội bia này không biết là mình có chen được không, các bạn lúc nó đông lắm ấy. Ngày hôm nay Quốc Khánh cũng đông. Thường Quốc Khánh ở đây là kéo dài mấy ngày và được nghỉ bao nhiêu ngày như là anh ấy? Quốc Khánh thì là thường thường là mọi người làm ở các hãng hoặc là các cái xưởng thì là được nghỉ. Nhưng mà quán á, thường thường là mọi người sẽ không nghỉ. Thì ngày này là người ta nghỉ đi ăn. Dạ. Thì sẽ không nghỉ. Thì là quán. Dạ. Bây giờ người Việt mình cũng tranh thủ kiếm tiền. Ngày nghỉ người ta là ngày làm việc của mình mà. Nhưng mà người Đức, các công ty lớn là các hàng quán là đóng cửa hết rồi. Ngon ạ. Ngon. Mọi người cứ đến Hồng Văn Húc ở gần đây thì là qua quán này cũng rất gần, không có gì xa. Đúng rồi. À mà ở đây là có cửa hàng công ty gì nhỉ? Xe ô tô ấy nhỉ? Porsche, BMW, Mercedes, Audi, đó. Khu vực này là họ cho mình vào tham quan đúng không? Họ mình có phải mua tour không? Có phải mua vé không? Không, không cần. À, nè. Rồi, cảm ơn anh. Ok, rồi. Đây, quay lại chào cái này. Rồi. Camera man của mình. Nhưng mà bạn sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 85. À 85, anh hơn em 1 tuổi, em 86. Mà quê gốc ở đâu? Quê Vĩnh Phúc. À Vĩnh Phúc à? À 88, hai củ lạc. Người Vĩnh Phúc ở giỏi lắm các bạn ạ. Mà cả gia đình sang bên này hết rồi à? Vâng, gia đình bên này. À. Thế là quán này là mình làm ở đây à? Hay là... Quán đây là các chú. À các chú vừa đây đúng không? À ok.
tuyệt vời các bạn ạ, rất là đẹp và rất là nhiều món anh, Việt Nam. Anh Hải ơi, nhìn cái đĩa cơm của em này. Đấy. Ok, cảm ơn anh nhé. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là Cường. Anh Cường, anh Cường. Hay quá. Cảm ơn anh Cường. Cảm ơn anh Cường nhé. Đĩa cơm chất lượng không? Bò xào núc nát. Chứ phải là có thực cái nguyên vật đạo anh em ạ. Bò này là bò lúc lắc. Trong ở đây ngon đấy. Ngon không? Ngon đấy. Đập. Đà. Chủ tịch là mấy ngày cuối này là lạnh quá nên là đang có tình trạng gọi là sốt nhẹ, ốm gọi là... Bị cảm cúm các thứ hết rồi bác ạ. Giọng bị khàn khàn mất tiếng rồi nhá. Nói gì các bác thông cảm. Này béo thôi rồi luôn nha. Ăn xong rồi về giảm cân sau ạ. Đây hình biến của mình nha anh em này. Anh các anh ở đây đã biết chắc là Hải ăn khỏe sao các anh cũng làm cho chắc là phần này thì 2 đến 3 phần luôn các bạn ạ. Đấy. Nào anh em về Việt Nam về nhà hàng Sapa TV của Hải là Hải mời luôn nhá. Nhà hàng em ở Sapa anh ạ. À thế ạ. À anh vào đây ăn thịt ngựa rồi à? Hai lần rồi. Không. Các anh em khắp nơi là cũng ăn về nhà hàng nhiều. Ngồi luôn đây cho vui. Chuẩn chó Sapa TV đang có mặt tại hải sản Braham ở chỗ Sapa tiệm. Anh em ở bên châu Âu mà có dịp mà qua chợ Sapa ở Cộng hòa Séc thì các bạn nhớ là ghé qua hải sản Praha để mua chẩm chéo ủng hộ Hải nhé. Còn nếu những ai mà không ở gần chợ Sapa thì mình có thể là truy cập vào cái trang của hải sản Praha thì anh chị có thể liên hệ số hotline ở trong đấy. Đấy thì là muốn ở địa chỉ nào ở các tỉnh xa hoặc các tỉnh lân cận thì bên đấy các anh chị cũng ship cũng gửi hàng về cho đấy ạ. Ngon quá. Đúng rồi. Nhiều anh em cứ hỏi là ông Hải này ăn cái gì cũng khen ngon, nhưng mà các ông thử xem. Bình thường các ông ở Việt Nam ăn sáng là lúc 6 giờ, 7 giờ đúng không? Muộn thì là 8 giờ. Nhưng ví dụ như ở bên này, các ông ăn sáng vào lúc 11 giờ 39 phút thì các ông có nói không là thứ nhất nhé. Đấy. Mà ở bên này ấy, thì khi mà mình đánh giá đồ ăn ấy, là đói quá rồi cái món nào cũng ngon hết. Với cả bên này nó không nhiều nhà hàng Việt Nam đâu các bạn ạ. Đó. Nên là chốt đảm câu nha. Ngon. Thế là cứ có đồ Việt ăn ở bên này đã ngon rồi. Chứ còn các bác mà sang đây mà ăn thưởng thức ăn sáng như là bánh mì. Ví dụ 8 sáng mà ăn 8 cái bánh mì hoặc là ăn salad trộn hoặc là ăn khoai tây nghiền chắc là cũng chỉ được vài hôm thôi. Với lần này là mình đi á là đưa, mục đích là đưa bà xã đi du lịch. Chứ nếu mà lần sau mà mình có quay trở cơ hội quay trở lại đây, mình sẽ đi khám phá cái vùng countryside, cái vùng đồng quê của cái vùng mà nó xa thành phố các bạn. Còn lần này đi là sẽ thôi đưa bà xã đi, cố gắng là check in những điểm gọi là đẹp. Mình ăn xong bắt đầu là anh chị em lại di chuyển lên đường. Giờ thì nhà em xin phép là ăn nốt sau đó thì tiếp tục đưa các bạn đi tham quan vòng quanh Munich nha. Thank you. Dạ, chúc anh em ở lại này công tác thật tốt nha. Chúc cả anh em có chuyến đi vui vẻ nhá. Không, bây giờ sẽ đi một số những địa danh ở đây. Bây giờ mới ăn sáng mà. Bây giờ bắt đầu mới đi. Không, em phải chơi xong rồi, bây giờ mình đi. Cứ đi xong rồi tính. Dạ, mọi người cũng bảo thế, chiều chiều đi. Sáng này mình đi mấy cái hãng xe lớn.
Ok. Dạ. Thank you anh em nhé. Okay. Em chào cả nhà. Dạ. Anh em mình vừa di chuyển thì bây giờ đang có mặt tại một cái cung điện các bạn ạ. Và phải nói là cái cung điện này cực kỳ là nguy nga tráng lệ luôn. Nó phải nói là quá dài luôn các bạn. Đấy. Cung điện này gọi là Nymphenburg. Đấy. Xây dựng theo phong cách là baroque. Vừa trung tâm cung điện là tòa nhà chính này, đấy, rồi phòng hương này, nhà nguyện này. 1385. Hả? Được xây dựng vào năm 1385. À. Mà là chia ra được thành 3 khu luôn đấy. Uh-huh. Khu vườn ở đây còn nó còn rơi vào khoảng hơn 200 hecta, và ở đây vịt rời nó cứ bay xong rồi nó bơi đúng không? Con này. Này là con ngan. Gọi đây, nhìn thấy mấy bạn gái xinh này là kêu ngay. Hả? Đây là một lâu đài cũng to mà cũng được xây dựng từ thế kỷ 17. Dạ. Nhìn này. Đúng như là lâu đài này đã từng là nơi cư trú của mùa hè của cung vua xứ Bavaria. À. Bavaria. Bavaria. Người ta hay gọi cái các cầu thủ bóng đá của Bayern Munich là những người của xứ Bavaria. À. Trong là bên này mình sẽ đi ở đây bên này trước chẳng mình đi vào đây là cái vườn. Vâng. Đây là... Mỗi cái từ vườn nhưng mà bố nói dặn không ra. Khổ quá, lâu ngày qua tiếng Việt nó quên mất rồi. À, đi xuống chơi, xuống chơi kìa. Kìa đằng kia còn ba con nữa kìa. À. Thấy bảo đây là cũng là thiên nga. Đẹp quá anh ạ. Mấy em này lại nghĩ đến ngay cái món gọi là ngỗng quay. Đây đi vào bên trong khu này, khu sân trong à? Đây à, phía trong này là cái khu vực vườn đây. Như bây giờ mình sẽ di chuyển đấy, đi một vòng. Đi một vòng quanh. Đây, vườn này, rậm rạp này. Vườn này hơn 200 hecta cơ mà. Đây, cho anh em xem cái khu vực vườn này. Đấy, anh em thấy chưa? Nhờ vườn đây này. Sơ đồ ở ngoài đây đây. Vườn này đi vào mùa hè thì sẽ hợp lý hơn anh ạ. Mùa đông mà càng đi vào cái bóng nhiều rừng cây xanh này thì nó hơi lạnh. Mình sẽ dẫn mình vào cổng đằng chính đằng kia. Dạ. Okay. Đây là tòa nhà chính này. Còn những tòa nhà phụ bên cạnh. Dạ. Các bạn nhỏ ở trên này, bạn đã chịu lạnh tốt nha. Kiểu cũng quen với khí hậu bên này rồi, còn có tuyết đấy. Mình bảo là mình sẽ quay trở lại vào đây vào mùa đông, mà để có lẽ là phải xem xét lại, mà lạnh quá không chịu được. Đấy, khu vườn này hơn 200 hecta, nhưng mà vấn đề là nó phải là ngày đẹp trời cơ. Nắng thì đi dạo trong khu vườn này nó mới uy tín nè. Cung điện này trên tất cả cái mạ vàng. Đấy này là mạ vàng hết rồi này. Em bé lại ngon đội mũ bảo hiểm luôn. Đây là phía trong cung điện này em ạ. Rất là đẹp luôn. Đấy. Ngày xưa những họa sĩ nào mà vẽ theo kiểu những bức tranh ở trên kia mà ngẩng lên thì cũng mỏi cổ lắm đấy nhỉ. Giờ mình ngoái này còn mỏi nữa nè. Người ta vẽ này biết bao nhiêu ngày tháng. Ừ.
Bình gốm sứ. Bức tranh này toàn bức tranh vẽ bằng sơn dầu. Tranh sơn dầu. Màu sơn nó vẫn bền qua bao nhiêu năm tháng. Đây là các bức họa của các quý tộc ngày xưa đấy. Beautiful. Bình thường ở đây là đi làm sẽ là có phiên dịch của nước Đức luôn đấy, nhưng mình không nghe được. Mình mua vé là nó bao gồm luôn cả thuyết minh, nhưng mà thuyết minh bằng tiếng không phải tiếng Việt anh em ạ. Chia tay với cả cung điện thì bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển. Đấy. Để đưa các bạn đi tham quan ngắm nghía thành phố Munich nha. Lễ hội bia thì bắt đầu từ 11 giờ trưa các bạn ạ, đến khoảng 10 giờ tối là họ dừng bán bia rồi. Nhưng mà hôm nay là mình chưa vội bây giờ bởi vì mọi người cứ khuyến cáo mình là chưa đông vui nhá. Đúng rồi. Đấy. Mình sẽ chiều đi chiều lúc nào vui. Mà đông vui nhất. Đây này, đây là một người ta gọi là một vườn ngỗng. Ngỗng như Lai Thiên Nga. Ừ. Con này nó bay vèo vèo mà. Đúng không? Con này bay đã chứ. Nhưng mà chứng tỏ đội mấy con này nó chịu lạnh giỏi nhỉ, nó còn bơi dưới nước nữa. Đây, mình sẽ đi vào đây. À, các bạn thấy không? Nhiều chưa? Kê. Ngỗng á. Kê. Anh em đặt để ông Hải ông mang về nào. Cho anh. Chỗ này nó phải hơn 100 con đấy nhỉ? Bây giờ em đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 63 con. 63 con á? Chuẩn chưa? Có anh em nào đếm được giống như Hải không? Tôi đếm như mày luôn. Đấy. Hả? Đếm như mày khâu luôn. Chủ tịch vẫn đang đứng đếm. Còn có mấy con rồi? 70 con mà, sao anh đếm gì á? 63 đấy. Đi đằng này ra đằng kia luôn.
anh bị thiếu mấy con đằng kia kìa. Nếu mà anh không nhầm ấy, nếu mà em mà cố tình đi ở đường trong đấy thì nó sẽ không bao giờ có lối ra. Nó chỉ có một lối vào duy nhất thôi. Đây tiếp tục là một đàn vịt trời anh em ạ. À, thanh niên này là cho nó ăn. Good, yeah. Hắn ném bánh mì cho mấy con mẹ vịt nó ăn. Đấy. Đây, mình đến cạnh mấy em gọi là ngỗng trời. Còn kia là thiên nga đúng không? Mấy em này cái gì cũng ăn, bánh mì, bánh ngọt, ăn hết à? Rất là đẹp. Đấy, đàn nó bơi ở đây và nó ngắm toàn bộ cung điện. Chịu. Ông nhìn con kia giống con gì? Ông bảo là nhìn con kia giống con gì thì thôi. Chịu, anh Thông taxi dù. Và thông báo cho anh em biết là anh Thông không phải là hướng dẫn viên, anh Thông chỉ là lái xe thôi, nên là các bạn thông cảm cho anh ấy. Nhưng mà có khách thì vẫn biết đưa đi những cái gọi là danh lam thắng cảnh. Đấy. Những cái điểm mà hot ở đây. Thế mới biệt danh là taxi dù. À. Chuyên nhảy dù thôi. Chuyên nhảy dù. Hiện tại Hải đang có mặt tại sân Allianz Arena của câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich cũng như là đội tuyển quốc gia Đức các bạn ạ. Và giờ thì mời các bạn vào trong cùng Hải để chúng ta cùng khám phá xem sân vận động mơ ước của mình. Mình thì như này, mỗi một là đất nước ấy, là mình yêu thích một đội bóng, và Đức thì mình yêu thích câu lạc bộ Bayern Munich các bạn nhá. Đấy, ngày xưa là có rất nhiều cầu thủ mà mình yêu thích, nhưng mà các cầu thủ đấy thì giải nghệ hết rồi. Không biết hôm nay đến cái sân này có cái ngôn để đá thử không nhỉ? Hôm trước như các bạn biết, mình còn đá vào luôn cả gôn trúng của... Trúng luôn nhá! Mà trong cái đó bao nhiêu người Barcelona đá không trúng đâu, mỗi anh Hải đá trúng. Hôm đấy ăn may giỏi phết. Mình cơ bản là mình cứ tháo cái giày ra rồi mình đi chân đất đấy. Đấy. Không phải lúc đấy anh kiểu lừa anh nhỉ? Đánh lừa ấy. Và anh Thông hôm nay taxi dù châu Âu là vẫn đang là cameraman cho mình các bạn nhé. Đấy, mấy hôm nay là mình luyện cho là vừa giờ là quay phim ok rồi. Đấy. Và đây chúng ta phải mua vé này. Ở đây là có Arena Tour này, FC Bayern Munich Museum. Mua vé ở bên trong đúng không? Đây cơ mà, mua vé ở đây mà. Ở bên trong có luôn. À. Đây là chỉ đi vào không. À đây. Vòng ngoài. À vòng ngoài. Vòng trong là vào bên trong sân thì mới phải mua. À. Rồi rồi rồi, đã hiểu. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Nhìn nó cực kỳ là hoành tráng luôn. À, sức chứa của sân Arena này là khoảng 70 đến 75 nghìn. Cho các trận đấu ở trong nước và 70.000 cho các trận đấu quốc tế. À. Đấy. À, như các bạn biết ấy, thì Bundesliga này mình cũng rất là khoái xem. Cái sân vận động Arena này ấy, thì kiến trúc sư của Thụy Sĩ là Jacques Herrer và Pierre Miron. Đấy, điểm nổi bật của sân vận động này là vỏ ngoài là cấu thành từ những tấm nhựa Etifair, có thể thay đổi màu sắc khi Bayern Munich thi đấu. Vỏ sân sẽ chuyển sang màu đỏ, khi đội tuyển Đức thi đấu thì sẽ màu trắng các bạn nhé, hoặc là xanh lam. Và màu xanh lam là có cả đội TSV 1860. Có nghĩa là sân này là sẽ có ba đội thi đấu, một là đội tuyển Đức, hai là đội tuyển Bayern Munich và ba là đội tuyển TSV 1860. Đi bộ xa phết đây. Này mới Arena Tour đây. Vâng. Anh Thông ra lên đây,
Rồi mình nhân rồi. Mấy lần nhân rồi? À? Mấy lần. À thế à? Dẫn đoàn mọi người. Thế trên này là có trưng bày không? Trưng bày những cái cúp, quân cúp các thứ ấy, người ta giành huân chương chiến thắng. Có bên trong. Vâng. Còn vòng ngoài này họ có à, cả sân kìa. À. Như là vào trong này mua vé, vào trong này thăm dự. Vào đây chủ yếu để xem, để mua tặng cho anh Hải cái áo sắp sinh nhật rồi. Mu Chen, Mu Chen. Mua tặng áo nhá. Mu Chen. Này, sơ đồ đây. Đấy các bạn nhìn này, sơ đồ này. Khi mà các bạn đi vào đây thì có biển là cấm chó mèo, cấm thuốc lá này. Đó. Này, chúng ta phải đi mua vé ticket Bayern Munich Museum này. Trong khu vực này là ăn uống. À đây là cái căng tin ăn uống cho khách đến tham quan. Khách tham quan. Đi, giờ anh em mình sang này mua vé. Rồi chúng ta đi đến bảo tàng của câu lạc bộ Bayern Munich. Chào anh ấy. Hello. Ô, anh em người Việt à? Đi xem à? Đi bảo tàng. À, anh em là ở đây luôn à? Không ạ. Anh em làm đây luôn. Làm ở đây. À, làm ở đây à? À. Ok. Đây là anh em mình vừa mua được vé rồi các bạn ạ. À, vé này là bao tiền một vé nhỉ? Tổng 3 vé là 57 euro. 57 euro 3 vé. Đấy, và hôm nay mình vào đây thì chủ tịch đội mũ Barcelona và mình cũng thế. Nên là bây giờ thì để thực ra là mình không yêu thích bất kỳ một cái đội bóng nào, nhưng mà thôi, để tôn trọng đội bóng chủ quản đây thì em đề nghị cất hai cái mũ đi. Tí mình lại mua mũ của Bayern Munich. Ok, giờ thì mình sẽ mời các bạn đi vào sân để chúng ta cùng nhau đi tham quan sân vận động trước. À, mình sang tham trước. Yeah, tham thank you. Yeah. So stadium first. Yeah. Yeah. Thank you. Stadium first and then museum. Yeah. Thank you, friends. Yeah. Oh. Thank you. Thank you. Oh, các bạn này. Yeah. Oh, thank you. Yeah, cheers. Em cầm cái này về để dán vào cái những cái gì đấy ở nhà mình. Có nghĩa là bạn ấy biết mình đi quay giới thiệu với cả mọi người. Nên là bạn ấy tặng cho cái gì đấy. À, bất kỳ chỗ nào nó quảng cáo. Bởi vì là mình như các bạn biết thì mình yêu thích bóng đá mà cũng chả có một cái câu lạc bộ nào gọi là để mình thích sâu sắc cả. Đấy, nhưng mà nói chung là cũng gọi là có một chút đam mê thôi. Chứ không có đội bóng chẳng hạn như là Hoàng gia Tây Ban Nha hay Barcelona hay là Real Madrid mà mình đi quay để chia sẻ với anh em, kiểu mình là giữ kiểu trung lập đấy các bạn ạ. Starter Arena Tour. À đây à, à đây à, đây là họ có những cái biển này. Cuối em cầm vé cho anh. À phải xếp hàng anh em ạ. Đây đã chính thức Chẩm Chéo Sava TV đã có mặt tại sân
Hôm nay định mang đến là trận của Ben nha anh em nhá. Xem có là trận đấu nào mà tham gia chiến thắng ở đây mình sẽ tặng đội, nhưng mà hôm nay vào sân để không có trận đấu nào diễn ra. Lại phải mang về. Mang tặng chẩm chéo cho các cầu thủ chiến thắng, nhưng mà rất tiếc anh em ạ. Nhưng mà số các anh đen hôm nay là không có duyên gặp. Hôm qua các anh em vừa thua 1-0 trên sân khách xong. Đây. Sân này không nhận là đá nhờ. À, như các bạn biết là cái hiệu ứng kiểu mái vòm này ấy, cái lúc mà nó các đội bóng họ thi đấu ấy, nó hô lên ấy thì nghe thì thôi rồi luôn. Cái sân này được thiết kế bởi hai kiến trúc sư người Thụy Sĩ. Điểm nổi bật nhất của sân vận động là phần vỏ ngoài được cấu thành từ những tấm nhựa. À không có chầm chéo bán em. Đây là lò cuối cùng của anh. Quá đã luôn. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi vào phía trong. Đấy, để quay cái bảo tàng của câu lạc bộ Bayern Munich ở dưới là Munchen nha anh em nhé. Câu lạc bộ Bayern Munich thì được thành lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1900 bởi Franz John với 11 thành viên khác. Trong hơn một thập kỷ phát triển thì bóng đá đã trở thành một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới. Và sân Arena với sức chứa là 75.000 chỗ ngồi được là sân sân chủ nhà của câu lạc bộ Bayern. Trước đó thì năm 2025 Bayern đã thi đấu tại sân Olympic Munich. Tại Bundesliga. Wow. Ơ cái gì nhỉ? Uy tín nhỉ? vang vang lên đấy nhỉ? Đúng rồi. Chắc là các cổ động viên của Bayern đã đến luyện công sao? Đây. Và Bayern Munich đã giành hơn 30 danh hiệu Bundesliga, giải vô địch quốc gia Đức. Đây là một trong những đội bóng thành công nhất lịch sử của giải đấu. À, ở đây nó có một cái lớp lưới nhỏ để bóng nó không ra anh em ạ. Này là mưa không tới mặt, nắng không tới đầu luôn anh em. Bayern Munich giành 6 danh hiệu UEFA và Champions League vào năm 74, 75, 76, 2001, 2013 và 2020. Đấy, FIFA World Cup, cú ăn 3. Bayern Munich đã 2 lần giành cú ăn 3. Thắng Bundesliga này, cúp quốc gia Đức này, UEFA Champions League này. Wow. Như các bạn biết đấy thì Gerd Müller này, rồi Manuel Neuer này và Lewandowski, trước khi mà chuyển sang Barcelona thi đấu thì Lewandowski từng làm cầu thủ xuất sắc nhất. Bayern Munich thì nổi tiếng với cả lối chơi gọi tấn công toàn diện, kiểm soát bóng tốt và sơ đồ chiến thuật thì hay đá với lại là sơ đồ là 4-2-3-1 hoặc là 4-3-3. Đấy. ...2013-2016 là ông Pep Guardiola ông dẫn Bayern Munich đấy anh em ạ. Và ông Hansi Flick, đối thủ truyền kiếp của Bayern Munich là Borussia Dortmund. À. Và nhân đây thì sắp đến Tết rồi, Hải cũng xin phép cảnh báo với anh em một chút là trên thị trường nha các bạn nhé, rất nhiều đơn vị đã làm giả cả vỏ hộp lẫn bao bì tem mác là giống hệt của Sapa TV. Đấy, và họ bán là số lượng bán rất là giá rất là rẻ luôn, bởi vì là họ bán chỉ có muối ở trong đấy thôi, không có cái gì cả. Nên là các bạn nếu để mua phải hàng chuẩn hàng xịn thì anh em nhớ alo cho Hải vào số 0974686389 hoặc truy cập website sapatv.vn nhé. Chứ bây giờ là các bạn đừng ham rẻ, nhà mình bán là 100.000 một lọ anh em ạ. Đấy, các bạn ham rẻ mua vài 100.000 ba lọ hay 100.000 năm lọ thì các bạn chỉ mua dính hàng giả thôi. Wow.
Đã thế. Đấy các bạn thấy không khí chưa? Nó đã ở cái chỗ đấy. Vào sân là nó cuồng nhiệt ở đấy. Rất tiếc lần này mình đi bóng đá Đức thì mình cũng yêu quý này, bóng đá Tây Ban Nha này. Đấy, và đặc biệt là mình cũng rất yêu quý cái giải ngoại hạng Anh ấy các bạn. Nhưng mà thực ra là ngày trước thì rất thích, nhưng mà bây giờ thì do công yếu tố công việc với cả kinh doanh nhiều nên là cũng không có thời gian nhiều. Rồi bây giờ thì mình mời các bạn sẽ cùng Hải đi, chúng ta đi tham quan bảo tàng của câu lạc bộ. Trong bảo tàng của câu lạc bộ Bayern Munich. Đây những hình ảnh công chiếu của những năm trước. Ghi lại. Đây, vừa vào đã thấy những cái xe Đức này. Xe cổ. Hôm trước là anh em mình đi bảo tàng của Mercedes, bảo tàng của BMW. Thấy rất nhiều các loại xe rồi. Đây cũng là một số những cái xe cổ, xe đạp này. Đây là đây là phòng đây là lịch sử phát triển. Đúng rồi, lịch sử phát triển của đội bóng này. Để. Đây. Cúp à? Rất nhiều cúp ở trong phòng này. Đó là chiếc giày vàng nữa mà. Đây mình thấy là rất nhiều cúp này anh em này. Trưng bày nhiều chưa? Này, năm 69 này, năm 72 này. Đấy. Năm 73 này. Và năm 74 này. Năm 80, 81, 85. Cũng là 86. 86, 87, 89. Đây là cái máy quay này, máy quay, cả cái máy quay ngày xưa này. Đấy, để chiếu cho mình anh em mình xem. 2006 2008. Ở đây là một số những cái áo đấu, những cái màn hình ngày xưa chiếu lên này này, cái TV này, đài phát thanh các loại có hết. Áo đấu bóng. Anh em nhận ra những áo đấu của những cầu thủ nào ở đây? Đây áo này có rất nhiều chữ ký của các cầu thủ này. Áo đấu qua các thời kỳ. Đây là một chiếc Audi.
nhưng mà hệ thống âm thanh ở đây nó không được như câu lạc bộ Barcelona nhỉ. Vâng. Nghe Barcelona nghe nó đã thật. Bên đấy nó có cái phòng công chiếu to. Đây là Bayern Munich Mucha này. Arsenal 2023. Manchester City và Bayern. Đây là cờ. Các cái cúp, các cái danh hiệu. Ui, cái cúp là gì mà to nhỉ? Santiago Bernabeu. Cái khu bên trong cũng to. Ở phía bên kia còn nhiều cúp lắm kìa. Nhiều cúp lắm anh ạ. 2014 này, 16, 18. Mình thấy đấy anh em này. Thấy Lewandowski này. Manuel Neuer. Những cầu thủ mà mười năm, 17, 19 đều có. Thủ môn nổi tiếng huyền thoại của Bayern Munich. Anh em đoán xem đây là thủ môn này tên là gì? Đây là sân Bayern Munich. Harry Kane. Màn hình nhỏ ở đây nó chạy này. Neuer và Lewandowski. Đây là National Cúp từ năm 1967, 76 năm 96, 2001. Trái bóng vàng luôn. 2010, 90. Đây này, có mấy viên cúp cái này to này. Đây là Cup the Champions European. Đây là những cái trận đấu khác nhau thì được tặng những cúp khác nhau nhỉ. Các huấn luyện viên này. Hans Flick. Đấy.
Đây là những bộ trang phục vô cùng sặc sỡ. Bên này cúp nhiều này em này. Đây nhiều cầu thủ này, ai thích chụp ảnh gần cầu thủ nào thì đứng vào đúng không? Ừ. À hôm nào mình về mình làm quà biển đây được ấy. Anh là quà biển ai thích đến là đứng. À Harry Kane này. Chụp ảnh luôn rồi. Xe buýt chở đội tuyển đi thi đấu. Một số những em cúp bạc. Cúp bạc nhưng mà nó là hình. À mà đằng này là exit là sang khu mua sắm này. Sang khu mua sắm mà mình đã nghe thấy nhạc loạn lên rồi. À ở đây hay nhỉ. Vào đây chụp ảnh xong rồi hiện lên trên này này. À. Ê, các ông thấy hình ảnh mặt thất của tôi chưa? Đấy. Đây. Đấy. Anh Thông ở trên kìa. Anh Thông đâu? Trên cùng kìa. Đằng này. À đây đúng không? Kia đúng không? Rồi. Đã nhìn thấy. Anh em thấy quả mặt kiểu đúng đúng không? Đúng các cầu thủ gọi là. Đây, bây giờ thì chúng ta tiếp tục di chuyển ra phía ngoài. Đấy. Xem là không mua sắm có mua được gì không. Miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chum rượu gần mình kết duyên trong tim chờ tình. Đẹp biết bao chờ tình biên giới xa xa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương nồng say theo em cùng về. Tìm đến đây chào duyên hò hẹn, chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay
hỏi chàng trai ấy là ai. Miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước. Xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương. Nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền, đẹp biết bao ta luôn tự hào. Cảm ơn anh chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu gần mình kết duyên trong tin chờ tình. Đẹp biết bao chờ tình biên giới Sapa, em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy, hương đồng say theo em cùng về tìm đến đây chào duyên hò hẹn, chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu, hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu, hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hay, hỏi chàng trai ấy là ai.